Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay Bất Động Sản Niềm Tin sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn xem cái bản đồ quy hoạch của thành phố Sông Công. Đối với cái bản đồ này thì nó có rất nhiều cái giá trị cho các nhà đầu tư về bất động sản. Bản đồ này là một trong những cái bản đồ mà được đánh giá là rất là mới, và hôm nay tôi muốn chia sẻ để cho quý vị nắm được trong cái giá trị về chúng ta được quan sát, được xem, để chúng ta tìm hiểu về cái bản đồ này. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái bản đồ của thành phố Sông Công ấy nó khá là đẹp. Nếu như quý vị nhìn từ xa, quý vị sẽ thấy được rằng là cái vị trí khu công nghiệp của Sông Công nó rất là rộng. Quý vị có thể nhìn rất rõ, đúng không ạ? Cả cái khu vực màu vàng nhạt này này thì nó là khu công nghiệp. Đó là cái giá trị đúng không ạ? Thế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là chia sẻ cho quý vị, đây là cái điểm khu công nghiệp. Đấy. Toàn bộ cái điểm này là điểm khu công nghiệp. Thế thì khu công nghiệp này là khu công nghiệp của Sông Công 2, quý vị có thể thấy ở đây, nó thuộc xã Tân Quang. Điều đặc biệt là khu công nghiệp này rất rộng lớn. Nếu chúng ta là những nhà đầu tư về bất động sản thì chúng ta nên để ý. Đấy. Đối với những cái khu vực như thế này, khi mà chúng ta muốn mua đất ở những cái vùng ven khu công nghiệp thì chúng ta nên lưu ý, chúng ta phải check quy hoạch, bởi vì là nó có rất nhiều các cái lô đất mà đang dính vào quy hoạch mà chúng ta không thể biết được. Bởi vì nếu như chúng ta không check quy hoạch trên bản đồ thì chúng ta sẽ khó có thể nhận biết được rằng là cái vị trí nào là vị trí sẽ mắc vào quy hoạch. Đấy. Mà chúng ta được biết rằng là một trong những cái dự án thì cái giai đoạn 1 thì nó lấy bình thường, tiếp tục là giai đoạn 2, giai đoạn 3, đúng không ạ? Thế thì liền kề với này cái khu công nghiệp của Sông Công 2 thì nó có cụm công nghiệp, rồi thì chúng ta được biết rằng là khu công nghiệp thì nó có giai đoạn 1, giai đoạn 2 mà chúng tôi đã nói với quý vị, thì tiếp tục đây này, khu công nghiệp của Sông Công 2 ở giai đoạn 2. Quý vị nhìn rõ không ạ? Hai giai đoạn 2 đây. Tức là chúng ta phải hiểu là khi chúng ta đi đầu tư về bất động sản, chúng ta tưởng rằng là cái lúc bắt đầu nó mới phát triển thì chúng ta thấy nó bé lắm, nhìn nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà thực tế của cái khu công nghiệp nó rất là rộng lớn. Cái lý do là đầu tiên thì người ta sẽ lấy giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 hay là giai đoạn 4, nó mở rộng dần ra. Bởi vì bao giờ cũng vậy, người ta cũng muốn lấy liền một lúc thì người ta cũng không đủ cái năng lực, không đủ cái thời gian để họ làm. Nói đến khu công nghiệp thì quý vị biết là rằng nó rất là lớn, kể cả như bên Bắc Giang hay Bắc Linh, chúng ta lấy đơn giản như bên Bắc Giang đến bây giờ nó mười mấy năm khu công nghiệp rồi, giai đoạn mấy hết rồi, đúng không ạ? Lần đầu tiên thì nó lấy rất là bé, lần thứ hai, thứ ba, mỗi một lần nó lấy một đợt là bao nhiêu hát đấy. Đấy. Thế thì cái khu công nghiệp của Sông Công 2 này cũng vậy. Cho nên là những nhà đầu tư về bất động sản, chúng ta nên cân nhắc khi mà mua ở những khu vực của Sông Công 2. Giáp là khu công nghiệp của Sông Công 2 thì nó có cụm công nghiệp của Bà Xuyên. Cụm công nghiệp của Bà Xuyên khá là to. Đấy, quý vị thấy không ạ? Nó liền kề như này. Và ở đây ấy, nó liên đới đến các cái con đường. Đã nói đến khu công nghiệp thì nó liên đới đến các con đường. Con đường Vành Đai 5 nó cũng đi qua cái khu công nghiệp này. Rồi thì con đường quốc lộ 3 mới, tức là chúng tôi vẫn thường gọi đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ấy. Đây này, quốc lộ 3 mới này, Hà Nội Thái Nguyên, quý vị thấy không ạ? Đây rõ đấy, chúng ta nhìn như này chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn đấy, đúng không đấy. Rồi thì chúng ta biết được rằng là cái khu nhà ở công nhân của xã Tân Quang này này, là cái khu này người ta gọi là khu tái định cư, tức là người ta lấy đền bù ở bên cái khu công nghiệp Sông Công 2 người ta chuyển sang cái khu này. Đấy. Đấy là những cái mà chúng ta được biết rằng là rất là quan trọng. Đấy. Rồi thì ở khu vực này thì nó có rất nhiều đấy, các cái tổ hợp thương mại dịch vụ, rồi thì văn phòng cho thuê nhà, rồi thì trường học, rồi thì trụ sở công an. Đấy. Đấy là những cái mà chúng ta được biết rằng là nó rất là quan trọng ở vùng ven khu công nghiệp. Đấy.
Thế nên là cái giá trị mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thì để cho quý vị nắm được. Đấy là cái mà chúng ta nên nên tìm hiểu, để khi mà chúng ta đi đầu tư ấy, chúng ta sẽ thấy được rằng nó rất là giá trị. Rồi thì chúng ta được biết rằng là sông Công Hai ấy, cái thành phố của sông Công Hai thì nó nằm ở đây. Đây là trung tâm của thành phố, quý vị thấy không ạ? Những cái khu vực này là khu vực trung tâm của thành phố. Đấy. Thì chúng tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị là cái con đường to nhất ở sông Công ấy, thì đó là con đường Thắng Lợi. Đây tôi muốn chia sẻ cho quý vị đây. Đường Thắng Lợi. Đây là đường Cách Mạng tháng 10 này. Đầu khu nghiệp thì rất lớn. Đây đường Thắng Lợi này. Là con đường 62 mét, con đường to nhất. Mà nó có cái dự án của Danco. Đây cho quý vị xem. Đây là trung tâm của nó này. Điểm này điểm ngã tư này. Đấy. Có ngân hàng, công thương này. Đấy, chợ Mỏ Chè nó nằm ở khu vực này. Hiện tại bây giờ đang nằm ở đây. Đấy. Rồi thì có tái định cư, nói chung là nó nhiều lắm. Thế thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây, ra đây là chúng ta sẽ thấy được rằng là tới một cái dự án. Đây, dự án đây chứ. Dự án đây. Quý vị thấy không ạ? Cái dự án này này là cái dự án của Danco. Nó nằm ở vị trí này này. Đấy, đây là dự án của Danco. Thế thì khi chúng ta nhìn cái bản đồ mới này, chúng ta sẽ thấy được rằng là sông Công nó vô cùng nhiều dự án. Phải nói là kín mít. Từ dự án này, từ cụm công nghiệp này, rồi gì từ khu công nghiệp này. Đấy, nhiều lắm. Đây các nhà máy, ví dụ như những cái nhà máy này là nhà máy của cái đường Cách Mạng tháng 10 này. Đây là nhà máy diesel này. Nó hiện hữu lâu rồi. Đấy. Nhà máy diesel đây. Vừa rồi tôi cũng chia sẻ cho quý vị là cái khu vực mà phường cái chỗ Lê Hồng Phong, người ta gọi là phường Châu Sơn đấy. Thì cái dự án của dự án Lê Hồng Phong đây nằm ở đây. Đây, nằm ở đây. Đây. Tức là nó vào thuộc vào Lê Hồng Phong đây, khu khu đô thị đường Lê Hồng Phong đây. Quý vị thấy không ạ? Đấy. Rồi thì khu đô thị của phường Châu Sơn đây. Đấy. Rất là nhiều, dự án nó nhiều lắm. Thực sự với quý vị thì nói đến sông Công thì dự án nó bát ngát. Phải nói là bát ngát. Chỗ nào cũng thấy dự án. Đấy, nhiều người hỏi bảo dự án này thì có bìa chưa. Có những dự án thì có bìa hết rồi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ thấy được rằng là ở bên phía dưới này, này. Phía dưới này chúng ta sẽ thấy rất nhiều dự án này. Đấy. Khu dự án khu đô thị số 4 phường Thắng Lợi này. Đấy. Khu đô thị Thống Nhất phường Phố Cò này. Nhiều lắm, nhiều vô cùng. Đấy là những cái mà chúng tôi muốn để chia sẻ cho quý vị, để cho quý vị nắm được đối với cái giá trị khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản. Chúng ta phải nên nhớ rằng là cái bản đồ để chúng ta định hướng được cái lô đất nào chúng ta cần mua thì nó có cái tiềm năng gì, nó có những cái giá trị gì, thì đấy là cái mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp người ta phải có. Còn những người không chuyên nghiệp, người ta sẽ chỉ nhìn bằng mắt thường thôi. Người ta sẽ nhìn bằng mắt thường và người ta sẽ xem là cái lô này nó có hợp lý hay không, nó có đẹp hay không, người ta nhìn xung quanh nó có phát triển hay không, đúng không ạ? Thế nhưng mà trên bản đồ thì nó sẽ chi tiết cho chúng ta rất nhiều. Thứ nhất là các con đường có rồi và các con đường chưa có. Các con đường làm sẵn rồi ấy, và các con đường chưa có. Thì trên bản đồ nó cũng đã định hướng ra hết rồi. Cho nên là cái việc mà tại sao các nhà đầu tư người ta chọn gọi là điểm vàng, điểm bạc, điểm kim cương ấy, thì đấy là cái mà chúng ta phải nắm được bản đồ để chúng ta mới chọn được điểm nào là điểm kim cương, điểm nào là điểm vàng, điểm nào là điểm bạc, đúng không ạ? Còn điểm nào là điểm chết chúng ta cũng có thể biết. Bởi vì trong tương lai những cái điểm chết là những cái điểm mà chúng ta chọn vào những cái vị trí. Thứ nhất là nó dính vào khu quy hoạch. Thứ hai nó dính vào cái đường. Đấy. Có những lô đất
là đường nó đi vào giữa lô đất luôn, là chúng ta cũng mất đất mà được đền bù thì rất là ít. Bởi vì cái sự phát triển của thành phố thì chúng ta thừa biết rồi, đường nó như bàn cờ, chúng ta nhìn trên bản đồ đấy chúng ta đã thấy rồi. Đường nó như bàn cờ, đó là những cái giá trị thực tế. Bởi vì là sự phát triển của thành phố, người ta sẽ làm cho thành phố xanh sạch đẹp, đường thông hè thoáng, thì bắt buộc là người ta phải chấp nhận những cái gì mà phải cần phải giải tỏa, cần phải chỉnh sửa, là người ta cũng đã lên một cái kế hoạch để người ta làm. Đấy là những cái mà chúng ta nắm được để chúng ta đi đầu tư về bất động sản là như vậy. Nhiều người không nắm được thì cứ lao vào mua, thích chỗ nọ muốn chỗ kia, chứ chúng ta không hiểu được rằng là nó có dính quy hoạch hay không. Đấy. Cho nên là cái việc mà đầu tư bất động sản này, nó cũng là một cái nghề. Chúng ta nắm bắt được về bản đồ, nắm bắt được về các cái vị trí, nắm bắt được về cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp hay là các cái dự án để chúng ta có cái hướng đầu tư, đúng không ạ? Có những lô đất tại sao người ta nói là vàng, hay là những cái lô đất người ta gọi là bạc. Những cái lô đất đó thì hiện tại chúng ta mà tìm được những cái điểm chính ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là hiện tại bây giờ giá nó rất là rẻ, bởi vì nó chưa có cái gì phát triển mà chúng ta đã vạch được ra cái kế hoạch định hướng được trước. Đấy, mà chúng ta đầu tư sớm thì những cái mảnh đất đó nó rất là rẻ, bởi vì rất là nhiều người không biết. Còn tất cả mà cùng biết thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ có cái giá như vậy. Cho nên là cái việc mà chúng ta là những nhà chuyên nghiệp đầu tư về bất động sản thì chúng ta phải có con át chủ bài trong tay. Thế thì con át chủ bài là con nào? Thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị rồi, phải có bản đồ và chúng ta phải nắm được cái quy hoạch, nắm được cái giá trị chung của thành phố đó. Nắm được nhiều điểm đấy, nó kết hợp lại thì chúng ta sẽ chọn được điểm nào là điểm vàng, điểm nào là điểm điểm bạc. Và cái điều đó là cái điều vô cùng quan trọng cho các nhà đầu tư. Cho nên là tại sao có những lô đất người ta mua có 1 tỷ, 2 năm sau, 3 năm sau có thể người ta bán 10 tỷ. Cái lý do không phải là lý do bình thường, mà lý do đó là lý do đột biến. Thứ nhất, tại sao người ta nói là đột biến? Người ta đã tìm được những cái vị trí vàng, một trong những cái lô đất ở trong làng thôi, nhưng vô tình, đúng không ạ? Nếu chúng ta biết được quy hoạch thì không phải là trong làng nữa, mà nó sẽ là cái lô đất ở ngã tư ngã năm gì đấy, hoặc là cái khu đó nó là một cái khu người ta lấy để làm một cái khu vực gì đó, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái mảnh đất nó từ những cái mảnh đất rẻ tiền trở thành cái mảnh đất kim cương, nó là như vậy. Nhiều người đã thành công bởi vì người ta đã đi tìm trước, người ta đã nắm được. Đấy. Còn bản đồ thì chúng ta thừa biết được rằng là không phải lúc nào người ta cũng có thể thay đổi, nó phải có cái quy trình, nó phải có những cái tính toán rất là lâu dài. Ví dụ như là bản đồ muốn thay đổi thì không phải là tự nhiên mà thay đổi được. Đấy. Cho nên là khi chúng ta đã có những cái bản đồ trong tay, tức là cái con át chủ bài trong tay, thì chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải nắm bắt, chúng ta phải tìm ra đâu là cái điểm mạnh, đâu là điểm yếu, đúng không ạ? Các nhà đầu tư lâu dài là người ta phải có bản đồ. Còn những ông nào mà chạy lướt ấy, mua hôm nay bán ngày mai ấy, thì các ông không cần phải xem bản đồ làm gì, bởi vì các ông cứ có lãi là các ông quất thôi. Đấy. Cho nên là cái đấy là cái mà chúng ta phải nắm bắt được. Còn các nhà đầu tư mà chúng tôi đã từng chứng kiến ấy, thì họ hầu như là 80-90% là phải có con át chủ bài. Đấy. Thế thì chúng ta nhìn thấy trên bản đồ, chúng ta sẽ thấy ngay được rằng là chỗ nào là chỗ phát triển mạnh nhất, đúng không ạ? Thì chúng ta mới thấy được rằng là đầu tư ở chỗ nào. Đấy. Ngay như hiện tại bây giờ tôi lấy một cái dẫn chứng cho quý vị xem nhé, để cho quý vị nắm được này. Cái khu công nghiệp này, khu công nghiệp của Sông Công 2. Đây, khu nghiệp của Sông Công 2. Tôi lấy cái chỗ này cho quý vị. Hiện tại bây giờ nếu quý vị đến khu nghiệp Sông Công 2, quý vị sẽ không bao giờ nhìn thấy cái khu vực này nó là cái khu vực phát triển mạnh mẽ. Đấy. Và bây giờ cái khu vực này nó toàn bộ là ruộng lúa, toàn bộ là ruộng lúa. Nhiều người cứ lao vào ở mặt đường 36 mét đấy, cứ lao vào mà mua mặt đường đi, lao vào mà mua mặt đường đi. Hai bên mặt đường này là dính quy hoạch hết rồi, các ông cứ lao vào mà mua mặt đường. Đấy. Nhưng thực tế hiện tại bây giờ nó chưa có làm cái gì cả, nhưng mà đã dính quy hoạch
phải nói với tất cả anh em là như vậy. Đấy. Có những người thì biết nhưng cũng có những người không thể biết. Đấy. Nhiều cò nhiều vạc dẫn đến mũi đẹp lắm mặt đường mà chỉ có vài triệu một mét hay là chục triệu một mét, nhưng đâu có biết rằng là nó toàn bộ là dính vào quy hoạch. Đây quy hoạch rõ mồn một đây, con đường 36 mét đây, khu công nghiệp sông Công 2 đây. Đó. Quý vị cứ nhìn thật kỹ đi, nhìn thật rõ đi rồi quý vị sẽ thấy. Đó là những cái giá trị thực tế. Quy hoạch hết đây này, đường đây này. Quý vị nhìn thấy đường chưa? Ở đây đường nó như bản cờ. Cho nên là đấy là cái mà chúng tôi muốn chia sẻ. Chia sẻ ở đây không phải là chia sẻ hão huyền, mà chia sẻ ở đây nó rất thực tế. Các nhà đầu tư mà không nắm được như thế này, xin thưa với các vị là mua đất ở sông Công 2 thì tốt nhất là các vị cứ ăn 50-50, trừ khi các quý vị mua vào đất dự án. Còn nếu như mua đất trong dân thì xin lỗi quý vị là quý vị không check bản đồ là quý vị dễ chết lắm. Đấy là cái mà chúng tôi đã nhìn nhận rất là rõ. Bởi vì chúng ta nhìn trên bản đồ chúng ta thấy này, quy hoạch gần như tuyệt đối luôn. Sợ chứ à, phải. Chạm đến đâu là quy hoạch đến đấy. Đấy là những cái giá trị thực mà tôi có những cái con át chủ bài như thế này, tôi muốn chia sẻ cho anh em để cho anh em làm được. Đấy là những cái giá trị mà hôm nay tôi muốn chia sẻ. Bởi vì kênh Bất Động Sản Niềm Tin của chúng tôi ấy, thì tại sao chúng tôi sống được và tồn tại được cũng là vì chúng tôi có những cái giá trị riêng của chúng tôi. Cho nên là cái việc mà chúng tôi đầu tư với bất động sản cả một năm trời, trọn vẹn hầu như những cái vấn đề mắc mớ vào quy hoạch gần như không bao giờ có. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ nắm được nhiều những cái điểm vàng, điểm bạc, điểm kim cương. Đấy. Cho nên là cái sự lợi nhuận một lô đất có thể bằng 10 lô đất của mọi người, chẳng hạn như vậy. Đấy. Cho nên là cái việc mà lý do tại sao tôi muốn chia sẻ cho quý vị là nếu như các nhà đầu tư ấy, mà những người đầu tư chuyên nghiệp, họ thường thường là có con át chủ bài trong tay. Hai nữa là nếu như không có con át chủ bài này, họ có thể nhờ các cái bên tư vấn, bên môi giới, bên những người làm về đất cát ấy, người ta có, người ta có thể chia sẻ, đúng không ạ? Nhưng những cái đấy thì không phải lúc nào người ta chia sẻ quý vị. Bởi vì những cái gì cũ có thể người ta chia sẻ, những cái gì mới tội gì người ta phải chia sẻ cho quý vị, đúng không ạ? Người ta làm, người ta ăn, người ta chém, người ta điên gì người ta chia sẻ cho quý vị, đúng không ạ? Thế cho nên là cái này cũng là một trong những cái vô cùng khó khăn. Đấy. Hỏi chứ chắc người ta đã trả lời. Cho nên là riêng bản thân chúng tôi cũng thế, chúng tôi làm để chia sẻ cho quý vị, kể cả từ các cái lô đất, chia sẻ tận nơi tận chốn. Mọi người thì nghĩ rằng nó chia sẻ như này cũng chỉ là hão huyền, đúng không ạ? Những cái lô đất như này làm gì có giá trị gì bình thường. Đấy. Thế nhưng mà không phải, chưa chắc đã là phải. Bởi vì chúng ta nhìn bằng mắt thường, chúng ta thấy nó đơn giản, nó hoang hóa như vậy thôi. Nhưng chúng ta lên trên bản đồ mà chúng ta vạch định ra các cái vị trí của lô đất thì quý vị mới thấy được rằng là điểm đẹp của nó vô cùng. Đấy. Nhiều lô đất tôi đã chia sẻ cho anh em đầu tư đến bây giờ thành công rất là lớn. Đấy, đấy là những cái mà người ta gọi là điểm vàng, điểm bạc. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi cái video của chúng tôi. Cho dù nó là video không có nhiều cái giá trị thực tế lắm. Bởi vì tại sao? Bởi vì những cái vị trí như thế này thì quý vị phải đến trực tiếp những cái nơi mà quý vị đến trên cái bản đồ này, thì quý vị xem bản đồ quý vị mới thấy được có giá trị. Còn những người nào mà chưa đến cái mảnh đất sông Công này thì quý vị xem cái bản đồ của tôi chia sẻ hôm nay ấy, thì gần như nó không có giá trị gì nhiều. Đấy là cái mà cái gì người ta cũng nói là phải đi vào thực tế. Đấy, thì chúng ta nhìn trên thực tế, chúng ta nhìn trên bản đồ, chúng ta áp dụng vào với nhau thì chúng ta mới có được cái kết quả. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn luôn may mắn và thành công khi mà đầu tư bất động sản. Cảm ơn quý vị và các bạn.